Năm cây hương. Hương, cây nhang đốt cháy tỏa mùi thơm. Khi chưa đốt gọi là nhang, khi đốt lên thì gọi là hương. Phần tiểu dẫn: cách thờ phượng và cúng kiến. Nơi phần đầu của quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh viết như sau: khi cúng thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cắm hàng trong 3 cây gọi là án tam tài, thêm hàng ngoài 2 cây nữa gọi là tượng ngũ khí. Án tam tài: án là cầm giữ, đứng hàng ngang; tam tài là thiên, địa, nhân. Án tam tài là 3 ngôi thiên, địa, nhân đứng hàng ngang. Tượng ngũ khí tượng trưng 5 chất khí, tức là 5 cái năng lực khởi đầu của vũ trụ. Ngũ khí là chất khí nên không hình ảnh, thuộc thời tiên thiên, nhưng khi ngưng kết lại thì có hình ảnh, thuộc thời hậu thiên, tạo thành ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giải thích như sau: nói về 5 cây nhang, từ thử bằng đạo để cho các nho gia tự do giảng giải sao thì giảng, còn bằng đạo hiểu rõ là ngũ khí. Chí Tôn dùng ngũ khí biến thành ngũ hành, vận chuyển càn khôn thế giới, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí, mùi vị và sanh quan của nó, chúng ta không thể hưởng được, nghe được. Nên chi, khi làm lễ đốt đủ 5 cây hương là đúng theo phép tín ngưỡng, là quy pháp lại. Mọi vật trong ngũ khí dâng lễ cho Đức Chí Tôn, chỉ có người vui hưởng quy pháp ấy mà thôi. Các nghĩa rõ rệt ra là ngũ khí đó vậy. Đúng hơn nữa là trong bát hồn vận chuyển được phải nhờ đến ngũ khí, cùng một ý nghĩa với vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Vậy 5 cây hương này là lễ hiến ngũ khí dâng lên Đức Chí Tôn. 5 cây hương này chữ Hán gọi là ngũ hương hay ngũ phần hương. Do đó, một số vị giải thích ý nghĩa 5 cây hương theo y như Phật giáo. Điều này không phù hợp với lời giải thích của Đức Phạm Hộ Pháp, tức là không đúng theo giáo lý của Đạo Cao Đài. Hơn nữa, ngũ hương bên Phật giáo là 5 thứ hơi thơm, chứ không phải là 5 cây nhang đốt lên cắm vào lương hương khi làm lễ. Chúng ta sẽ thấy sau đây. Theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Côn, trang 397 cuốn 2, giải thích ngũ hương, chép ra: ngũ hương là 5 thứ hương, 5 thứ hơi thơm. Trong khi dâng các thứ hương như trầm hương, quế hương, chiên đàn hương, vân vân, cúng Phật, người ta cũng thành tâm mà dâng luôn 5 thứ hương nơi mình: giải hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Giải hương, hơi thơm của người có giải hạnh. Người ấy lòng không chê bai kẻ khác, không hung dữ, không ganh hiền ghét ngỏ, không tham, không giận, không ép người và không gạt người. Định hương, hơi thơm của người tu hiền. Người ấy giữ tâm tự nhiên, không phiền lụy vì sự thiện ác ở đời, không vui, không giận, không sợ, không mừng, tức là tâm chẳng loạn động. Huệ hương, hơi thơm của người đắc trí huệ. Người ấy tâm được giải thoát, không chạy rượt theo danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc mà sa vào thất tình. Nhờ vậy, tâm được sáng suốt, phân biệt được việc thiện ác. Giải thoát hương, hơi thơm của người được giải thoát. Người ấy giữ cho tâm ý đừng có dính vào các sự ác trược, không theo bọn sư tà thuật phù chú hùng cường mà làm việc thiện, dẫu có bị hại cũng không nao. Giải thoát tri kiến hương, hơi thơm của người tự biết mình được giải thoát. Người ấy được tâm tự tại, biết mình được giải thoát, thấy cái bổn tánh Như Lai của mình. Ngũ hương ấy cũng kêu là ngũ phần pháp thân hương. Năm sự thơm lành hiệp lại làm cái pháp thân. Năm thứ hương ấy quý hơn tất cả các thứ hương bằng vật chất mà mình cúng dường lên Phật. Ngũ hương lại là 5 thứ hương dùng để cúng Phật hoặc để làm thơm đồ vật: 1. Đàn hương, 2. Trầm hương, 3. Đinh hương, 4. Uất kim hương, 5. Long não hương.
cách cắm 5 cây nhang theo nguyên lý âm dương. Trời tròn, đất vuông, nếu lư hương tròn, dương thì cắm 2 hàng trong 3 cây, ngoài 2 cây, thẳng hàng vuông, trong dương có âm. Nếu lư hương vuông, âm thì cắm 2 hàng trong 3 cây, 2 cây ngoài nhích vào trong cây 1 và 3 một chút, tạo một vòng tròn, dương, trong âm có dương.